Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay lại kênh của mình. Nay mình sẽ đập hộp một cái thùng dây ná cao su. Cái này là cái lô dây đầu tiên nó về nên là mình không có dám nhập nhiều mà mình chỉ có nhập mỗi loại là tầm 100 mét thôi mọi người. Mình có các mẫu là 6 ly, 7 ly, 8 ly, 19 ly, 10 ly. Thì em sẽ mở ra review cho mọi người xem. Đây, một cục, hai cục, ba cục, bốn, năm, sáu, bảy, bảy cục. Đây mọi người thấy rồi ha, toàn là chữ Trung Quốc không à, toàn là chữ Trung Quốc không à. Rồi, chúng ta sẽ khui ra từng từng bịch một ha, để chúng ta xem. Đây, đầu tiên là bịch này. Đây mình thấy nó để là 4x8 nha mọi người. 4x8 có nghĩa là dây này là dây cái ruột 8, cái lỗ trong là 8. Quên, cái lỗ trong là 4 ly. Cái lỗ trong là 4, mọi người thấy rõ không nhỉ? Em chỉnh cái cam này. Đây, đây là 4x8 có nghĩa là cái lỗ trong là 4 ly mà cái ở ngoài là 8 ly. Ngoài là 8 ly. Cái này thì bán mét nha mọi người. Mình sẽ khui một loạt xong mình báo giá cho mọi người xem nha. Ở đây thì nó là 6x10. 6x10 đây là khung 10 ly. Khung 10 ly thì nó lại màu đen rồi. Nói chung nhập từ Trung Quốc về mình không có chọn được màu. Không có chọn được màu nha. Nè. Cái này là lỗ trong 6 ly, ở bên ngoài 10 ly. Thế mình kéo thử thì mình thấy là cái lực cũng khá là ok ha. Sao mà hai cái này nó lại chung một bịch ta? Đóng hàng kiểu lạ ha. Khui tiếp bịch nữa ha. Ở đây thì nó ghi là 3x7, có nghĩa là lỗ lỗ 3. Bên ngoài là 7. Dây 7 ly, lỗ 3 ly. Đây mọi người. Đây. Thì cái này theo như cảm nhận của mình là cái lỗ nhỏ mà cái nó dày. Ví dụ như là 3x7 là cái dây này là nó sẽ dày được 2 ly nha mọi người. Dây này nó sẽ dày được 2 ly. 7 trừ 3 bằng 4 mà chia cho 2 mét thì cái dây này nó sẽ dày được 2 ly. Mình thấy khá là chắc chắn. Lực thì vừa phải ha. Mấy cái dây loại này thì nó đàn hồi thì khỏi phải nói rồi. Mình bỏ vô nha. Ở đây thôi nó chia ra như này coi. 1 cục, 2 cục, 3 cục, 4 cục, 5 cục. Bực này là 5 cục. Tiếp tục cái bịch này nó còn cái nữa, đó là 3x6, có nghĩa là dây 6 ly, ở lỗ bên trong là 3 ly. Cái này thì từ trước mình có nhập về thử rồi, khá là ok. Đây, dây 6 ly, lỗ trong là 3 ly. Mình sẽ bỏ riêng đây để dễ. 1, 2, 3, 4 cũng là 5 cục. 5 cục thì một cuộn này thì như lần trước mình nhập là 10 mét mọi người. Một cuộn này 10 mét thì cái này mình nhập 100 mét thì nó cái này là 50 mét, 50 mét thì phải có một bịch nữa, mình bỏ riêng nữa ha. Nó mà chia ra như vậy thì mình sẽ dễ, rất là dễ bán. Tại vì 10 mét đó. Đây, đây. Bịch 6 ly đây mọi người. Trong này cũng là 5 cục nè, 1 2 3 4 5. Rồi 100 mét 6 ly là đủ ha. Thì giá cũng như lần trước thôi, dây 6 ly này 15.000 một mét, 15.000 một mét nha mọi người. Đây trong này nó còn một cục nữa là 3x7. 3x7 nha mọi người. 3x7 thì nó sẽ chạy ra là cái này cũng là 3x7 đây, là cái này 5 cục, cái này 5 cục. Nè. Đó. Thì cái này giá của nó là để mình xem các bạn giá lên. Cái này là 20.000 một mét, 20.000 một mét dây 7 ly. Rồi. Bây giờ mình tìm cái cục 8 nè, cái này là 5. Tìm cục 8. Cái này là dây 9 ly mọi người. 9 ly. Thì một cái này nó là hai cuộn. Đây hai cuộn, 2 cuộn, 6 x 9.
sớm như chín thì cũng tương tự thôi mọi người, mình sẽ không lấy ra nữa. Có nghĩa là ở bên ngoài nó là 9 ly mà cái ruột nó tới 6 ly, có nghĩa là dây này nó chỉ dây được 1 ly rưỡi thôi. Dây 9 ly nó chỉ dây 1 ly rưỡi thôi. Bỏ đi ra đây ha. Hai túi đó là nó mới có 4 cuộn ha. 6 cuộn, 8 cuộn. À. 8 cuộn. Nó phải còn 2 cuộn nữa mới đủ. Cái này mà anh em nào mà xài nhiều á, anh em có thể là mua một nguyên một cuộn luôn. Là nó sẽ được là 10 mét. Đây, cái này là cái gì? 4 x 8 nha mọi người, 4 x 8 thì đây. Ở cái này nó có 2 cuộn thôi. Còn cái bịch này là nó 5 cuộn đây, 2 cuộn. Cái này 1 2. Ồ cái này có 4 cuộn rồi mọi người. Vậy khả năng cái này nó cũng là 4 cuộn, này nó có 4 cuộn thôi. Đây, dây này là dây 8 ly. Ở trong 8 ở ngoài 4 à quên, ở trong 4 ngoài 8 nghĩa là dây này nó cũng sẽ dày được 2 ly nha mọi người. 2 ly vậy là dây 8 ly là đủ 100 mét rồi nè. Cái này nó cũng có 2 cuộn thôi nè. Như vậy thì mình còn thiếu ở đây là dây 9 ly 2 cuộn và dây 10 ly. Đây dây 10 ly. 10 x 6 thì dây này nó cũng dày 2 ly thôi mọi người. Nghĩa là lỗ trong là 6, ở bên ngoài là 10. Như vậy thì nó còn 4 ly chia 2 mét. Đó, chia 2 mét thì nó cũng dày 2 ly thôi. Cái dây 10 này nó cũng dày có 2 ly. Mình có yêu cầu là bên đó gửi cho mình loại dây nhất, mà không hiểu sao nó gửi như thế này. Thì không biết là nó có loại dày hơn không thì không biết. Mình sẽ cố mình gắng mình tìm loại dày hơn nữa để anh em chơi cho nó sướng. Nhưng hiện tại thì nó chỉ có là dày 2 ly thôi. Dày 2 ly nhưng mà nó bên ngoài nó tới 10 lực. 2, 4, 6. 6 cuộn này rồi. Vậy là còn một bịch cuối cùng. Nó phải còn được 2 túi 10 ly nữa nó mới đủ nha mọi người. Đây, cái 9 ly nè. Chắc chắn 9 ly nè. Thứ 2 cuộn nha, đủ nha. Đủ ha. Thường những người Trung Quốc họ làm cũng chuẩn lắm. 6 x 10 nè, 1 cuộn nè. 6 x 10 2 cuộn nè. Đó. Thì ở trong những cuộn này họ đã chia ra hết là 10 mét 10 mét, họ đã đo, họ cắt rất chuẩn cho anh em. Anh em mà mua là 10 mét thì mình sẽ bao ship cho anh em. Còn anh em mua lẻ thì anh em tự trả tiền ship cho mình ha. Sau khi mà kiểm đủ hàng rồi thì em sẽ báo giá chính xác lại cho anh em nè. Là cái dây 6 ly á. Cái dây 6 ly dày 1 ly rưỡi anh em nha. Có nghĩa là lỗ trong nó 3 ly, ở ngoài 6 ly, dày 1 ly rưỡi là 15.000 mét anh em nha. Cái dây 7 ly, 7 ly mà ở trong 3 thì nó sẽ dày được 2 ly cơ. Thì dây 7 ly mà dày 2 ly á thì giá của nó là 20.000 một mét. 20.000 một mét. Anh em mua cuộn tất cả ở đây mà anh em mua cuộn 10 mét thì em sẽ bao ship, còn anh em mua lẻ thì anh em tự trả tiền ship nha. Tiếp theo là cái dây 8 ly ở bên trong là 4 ly thì nó cũng dày được 2 ly. Đâu rồi? Cái dây 8 ly đâu nhỉ? Đây. Dây này. Thì cái mẫu này nó sẽ là 25.000 một mét. 25.000 một mét. Còn dây 9 ly nó cũng là 25.000 một mét nha anh em. Nó bằng giá nhau thôi. Tại vì cái dây 9 ly này thì nó có 1 ly rưỡi thôi. Nó tuy là nó to nhưng mà nó lại mỏng hơn cái dây 8 ly. 8 ly là lỗ trong nó là 4 ly. Nó dày được 2 ly. Còn cái dây 10 ly này nó là 30.000 một mét. Dây 10 ly cũng dày 2 ly. Dây này thì màu đen nha. Rồi, tất cả các thông số thì em đã báo chính xác và em đã báo giá từng loại một cho anh em rồi. Nếu mà anh em thấy thích loại nào thì gọi trực tiếp cho em và báo cái thông số lại dùm em là dây loại mấy ly, lỗ trong bao nhiêu. Thì em chỉ có mấy mẫu này thôi. Chứ em không có ví dụ như anh em mà đòi 10 ly mà lỗ trong có 1 ly đi ví dụ vậy. Thì bên em không có, mà em báo trước cho anh em là lỗ trong nó 6 ly. Anh em chỉ chọn những cái mà em đã báo ở đây thôi nha. Rồi ok. Rồi ok. Clip hôm nay thì sẵn khui cái thùng dây nát cao su này thì mình quay cho anh em xem và báo giá cho anh em để anh em dễ dàng mua hàng. Thì hàng mà nó mới về đây thì có thể là mình sẽ chưa đăng kịp vào cái trang web của mình và cũng chưa có đăng kịp lên các nền tảng thương mại điện tử như là Lazada, Shopee, Sen Đỏ. Nhưng mà mình sẽ anh em phải gọi trực tiếp cho mình để đặt hàng. Còn sau đó thì anh em có để ý, nếu mà mình đăng kịp thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần bình luận á, mình ghi một cái bình luận đầu tiên á,
để anh em nhấp vào cái đường link đấy để mua hàng cho nó thuận tiện. Còn nếu mà mình chưa đăng kịp thì cái đường link đó nó sẽ không xuất hiện ở dưới phần bình luận. Anh em hãy gọi trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0363 7282 nha. Rồi ok, chào tất cả các anh em. Chúc anh em vui vẻ, sức khỏe và hạnh phúc nha. Bye bye.